20 kỳ tháng 3 này em dự định chọn Tông A là điểm đến của mình, nhưng mà em cũng chưa hiểu lắm về điều kiện tuyển sinh này, về lịch tuyển sinh. Mẹ có thể cập nhật cùng em được không ạ? Tất nhiên là được rồi. Chúng ta đã có lịch tuyển sinh của trường đại học Tông A. Trường sẽ chính thức nhận hồ sơ từ ngày 19 tháng 12 và kết thúc vào tuần đầu tiên của tháng 1. Chính vì vậy các bạn nhanh chóng chuẩn bị hồ sơ để kịp nhé. Điều này là hoàn toàn logic với tiến độ chung của các trường đại học khác tại Hàn Quốc, vốn tháng 3 có lịch đóng và mở rất nhanh. Chúng ta cần phải nhanh, cần phải sẵn sàng và cần phải chủ động. Nếu xét về điều kiện tuyển sinh của Tông A, mẹ thấy rằng trường có GPA yêu cầu từ tầm khoảng 7.0 trở lên. Một số bạn nếu dưới 7.0 một xíu nhưng có những giải trình phù hợp cho hồ sơ của mình thì các bạn vẫn có cơ hội đỗ vào trường. Điểm thứ hai các bạn cũng cần nhận thức, đó là hiện nay học phí của trường là 4,8 triệu won một năm, ký túc xá là 1140, tức là mức phí ký túc xá được coi là cao ở khu vực Busan và ngoài thành phố Seoul. Nhưng nếu xét về chất lượng ký túc xá thì số tiền này là hoàn toàn xứng đáng. Các bạn nhớ rằng là Tông A có phần phỏng vấn học sinh và thường được tiến hành bởi nhân viên người Việt của trường.